Dạ rồi, em thấy rồi Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một cái bao rồ theo RB1080. Đây thì con này của em từ Nhật về nên nó điện nó 100V ha, công suất là 550W. Thì đây những cái phần ốc ác này nè, mà đã mở ra sẵn rồi. Em vừa vệ sinh xong rồi em quay chi tiết ruột gan nội thất luôn cho anh em. Đây thì con này nó điện là 100V ha. 100V, công suất là 550W. Đây tem chứng chỉ xuất về cho thị trường Nhật nè. Đây, đồ theo audio và series của con này 1200 ha. Đấy thì đối với cái những chiếc bao rồ theo 1080 được rất là nhiều anh em ưa chuộng vì nó có hai cái chế độ để anh em chơi rất là hay. Anh em vừa nghe nhạc được, vừa anh em ghép những cái rề chất xíu để anh em nghe nhạc, hoặc anh em ghép những cái con vang để anh em ghép lo hát hò karaoke, thì nó có hai đường vào rất là tiện lợi ha. Một cái đường ba lăng và một cái đường rời xa. Anh em xài đường nào thì gạt qua ngõ nấy ha. Ví dụ anh em xài ba lăng để anh em để sử dụng nghe nhạc, khi anh em karaoke thì anh em gạt xuống rời xa sử dụng bằng chiếc van ha, rất là tiện lợi luôn. Đây là phần tổng thể phía sau nè. Đây đường ba lăng và AV sáng trang, còn cả những cái nút chụp này luôn ha. Đấy, cầu lo bắp chuối ha, thì cầu lo cũng được hãng rồi theo gia công luôn ha. Đây, cầu lo rất là chất. Đấy là tổng thể phần mặt sau nè, mới tinh. Về phần mặt mũi nè, mặt mũi là không một tì vết ha, không lông mèo lông chuột chấm phẩy gì hết. Tổng thể thì chiếc bao này rất là keng, mới keng luôn. Thì về phần thông số của chiếc bao đầu theo 1080 này thì được hãng sản xuất vào năm 2003 đến năm 2008 ha. Thì nó có công suất tiêu thụ điện là 550W, thì con nào cũng tiêu thụ 150W anh em ha. Con 120 cũng vậy, còn 100V vẫn vậy. Thì những cái con này có thể giờ điện được 220 ha. Thì về phần công suất thực lo cho 8 ohm thì nó 200W trên mỗi một kênh 8 ohm. Và đối với 4 ohm thì nó là 300W ha. Đấy, rất là lớn. Sử dụng 24 sợi than xanh ken. Thì đối với những chiếc bao đồ theo này, anh em có thể ghép những cái rề, bất cứ rề nào anh em thích ghép vô chung phơm, anh em chất tích chất âm thì anh em ghép vào. Thì đối với chất âm của những cái bao đồ theo này, đặc trị những cái dòng lo lớn, những cái dòng bêm đúp, những cái dòng bêm đúp thì khỏi phải bàn rồi. Những dòng lo cọt, bất xeo thì nó chơi rất là hay luôn. Và tay nôi, những cái dòng tay nôi lo cọt cũng vậy. Còn là những cái dòng lo lớn, những chiếc bao này đánh rất là đầy tiếng ha, rất là đầy và nó rất là nỗ lực. Anh em thích hợp đánh JBL cũng rất là hay luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ mở ra phần nội thất cho anh em xem và giá ha. Và giá là 19 triệu bao ship toàn quốc cho bao rồi theo 1080 mới keng và zin nguyên bản. Rồi để em mở cái phần nắp trên ra cho anh em. Đây phần nắp này thì nó có hai con ốc bên đây và 6 con ốc, mỗi bên 3 con nó nằm mặt dưới ha. Thì em đã mở ra sẵn rồi. Rồi, em mở ra đây thì phần nắp em đã mở ra sẵn rồi. Đây là phần tổng thể phần nội thất của nó đây. Nội thất là đặc đặc luôn, một tăng phô nguồn xiến rất là to và 4 tụ lọc nguồn của hãng rồi theo luôn. Đây anh em quay một vòng cho anh em xem cái độ mới của nó. Ống ánh luôn và rất là sạch sẽ ha. Đây là tổng thể này, thì nó có đây là phần tụ này. Tụ chỉ số rất là lớn ha, 15.000 US và 80V. Đây, 15.000 US và 80V ha, chỉ số rất là lớn. Và mỗi quế này nó sử dụng 12 con sò than xanh ken ha, ốc ác còn hoàn ôm hết. Bên đây cũng vậy nè, bên này anh em dễ nhìn hơn nè. Đấy, dài sâu hơn tới bên trong, một thông phương một xíu rất là to luôn. Đấy, phần giờ điện thì nằm phía trong này
cực mới luôn. Đây sườn phía bên tay trái nè, từng hộp áp là mới ken xà beng. Đây cái phần để em dỡ cái phần mặt dưới rồi cho anh em xem luôn. Đây cái phần mặt dưới nè, ốc ác lo còn trắng phao. Đấy, ốc inox luôn, rất là đẹp. Rất là sạch sẽ ha. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây vào em test cho nè, rất là đẹp luôn. Rồi anh em chạm trong giây lát em sẽ gắn dây vào em test. Vậy rồi thì em đã gắn dây kết nối vào, thì em kết nối với cái cặp JBL 4425 ha. Thì cặp này có em bữa em góp clip rồi, giá 33 triệu bao ship. Thì phần kết nối thì sao này, thì em kết nối chung với chiếc rề của Marang, thì có đây là DAC1 ha, mỗi rề mini rất là đẹp. Đây thì đừng nhặt vào, đừng nhặt ra, thì em ghim xuống bao thì em xài bằng cái ngõ là xa ha, còn lại là dây lo. Rồi mời anh em nghe một đoạn nhạc ha. Xin kết thúc clip và giá là 19 triệu cho ông bao đồ theo 1080 mới ken xà beng. Vậy rồi em xin kính chào anh em.